Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc mới ở trên TikTok, đó chính là ca khúc Hương Remix. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông này để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ làm sóng ngược qua bên phải như thế này và đá chân lên một cái. Ok, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, đá up. Sau khi đá chân xong mình sẽ đưa tay lên như thế này. Và phần hông của mình sẽ đánh qua một. Và cái đánh hông thứ hai mình sẽ đổi qua tay như thế này và giữ 3 kèm theo 4. Rồi sau đó mình đặt tà 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 up. Ok, sẽ đếm lại nha. 2 đi. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 và 7 và 8. Sau đó mình sẽ quạt tay qua bên trái và đóng ngược lên 2 lần. Sau đó mình sẽ vuốt phần hông xuống và đánh tay lên 1, 2, 3, 4. Ok, thì sẽ đếm lại nha. 2, đi. 1, 2, up, 3, up, 4, 5, 6, và 7, và 8. Và sau đó mình sẽ xoay hông một lần nữa bên đây. Và mình vuốt phần hông qua, phần tay của mình sẽ đẩy xuống và bên đây ngược lại một lần. Ok, 2, đi. 1, 2, up, 3, up, 4, 5, 6, và 7, và 8. 1, 2, 3, 4, 5, mở 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ hốt tay qua bên đây một lần nữa và kéo tay qua, khép chân lại cùng lúc. Sau đó mình sẽ làm động tác chào và đánh hông qua 2 lần. 1, 2, và sau đó mọi người có thể diễn tự do. Ok, mình sẽ đếm chậm một lần, tôi đợi đến đây, sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 7, và 8. 1, 2, up, 3, up, 4, 5, 6, và 7, và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tăng, 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 tăng. Hít, hít. 5, 6, và 7 và 8. Chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Hương Remix ở trên TikTok rồi. Thì mình rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc gì hoặc là muốn yêu cầu Bin làm bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới, Bin sẽ đọc hết tất cả các comment của mọi người nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.